Xin mời các vị niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 2017. Thưa các vị, là mỗi năm chừng như là miền Nam Cali này chịu đựng một cái cơn gió của Santa Ana Wind. Các vị biết rằng là gió này nó đi liền với những cái quả quạng. Nhiều năm về trước đã xảy ra những cái sự việc như thế này. Có những năm, thưa các vị, là đại chúng lục quyển họ phải lên xe đi tản cư lửa. Thưa đại chúng, mình đang kể cho các vị nghe về quả quạng đang xảy ra ở gần tu viện lục quyển. Mấy năm thì các thầy phải lên xe chắc nhau đi tản cư. Ngày xưa ở Việt Nam mình không có lường được rằng là quả quạng như thế này xử lý ra làm sao, mình không có biết. Thế rồi lần đầu tiên ở đất Mỹ này cho tới bây giờ thì mình gặp 3-4 lần quả quạng xảy ra. Một lần đó là vào ngày năm 2002 ở miền Bắc Cali. Đang khóa tu của Sư Ông Hoàng Mai tổ chức ở tu viện Kim Sơn. Thế rồi quả quạng xảy ra và phải di chuyển luôn một khóa tu xuống thành phố. Lúc đó là đến chùa Đức Viên tạm trú lại để tổ chức khóa tu kế tiếp. Rồi những năm sau khi về Lộc Quyển, thưa các vị, là cũng gặp một cơn quả quạng như vậy. Các thầy phải bồng bế nhau đi hết, bỏ tu viện trống quơ vậy. Và cái điều nó cũng khá là hay nơi cái vùng văn hóa Mỹ Châu này, đó là mình bỏ đi nhà cửa để trống và không cần khóa cửa, khóa nẻo gì cả. Cứ để đó cho những người lính cứu hỏa họ trông nom. Chứ Việt Nam mà kiểu đó rồi thì thưa các vị, bà quả không viếng thì ăn trộm nó viếng cũng lấy sạch. Thế những đây hay là cứ để yên đó thôi. Rồi năm trước, cách đây mấy năm thì quả quả nó cũng xảy ra. Thế nhưng mà chưa đến đổi là các thầy Đại Đăng hoặc Lộc Quyển phải di tản. Năm nay thì sự việc nó xảy ra đó là Lộc Quyển không di tản, nhưng mà mấy thầy Đại Đăng thì thưa các vị phải chạy lửa hết. Không biết bữa nay họ về chưa, mình cũng không biết. Nhưng hôm qua thì các thầy Đại Đăng qua cho hay đó là lửa táp bén vạt áo của Đức Quan Thế Âm. Nó đuổi đi. Các thầy xuống dưới đường nhìn lên thì lửa nó phủ ngọn lên. Và chỉ cần là thêm chừng vài giây thôi là nó có thể trùm ngang qua cái cư xá tạm của mấy thầy. Và nếu nó qua tới đó thì cả cái Đại Đăng coi như thành biển lửa đó. Thế nhưng mà vừa tới đó thì gió bật ngọn lại. Và cơn gió đó thổi làm cho lửa đổi hướng đi chỗ khác. Mấy thầy đó thật là kỳ diệu, thầy không biết sao, rất là hay. Mình nghe, mình thưa các vị, mình cũng lo ngại, lo sợ. Ngay từ bé thơ mình đã học được một bài học từ bà nội mình dạy, nói con ơi, cái khiếp sợ nhất không phải là giặc cướp, không phải là trộm, không phải là nước cuốn, mà cái sợ nhất là lửa cháy nha. Và bà mình bảo rằng là lửa cháy rồi thì không còn có thứ chi cả, cái cọng đũa ăn cũng không tím được. Còn cướp nó vô nó lấy thì của tiền thôi, chứ nó đâu lấy cái chén cái đũa làm chi. Nhưng mà lửa cháy nó là như vậy, thưa các vị, sạch sành sanh sáng nghiệp, phải tạo lại từ đầu, tạo lại từ đầu.
Thế rồi từ cái việc đó các vị hình dung rằng đời sống của chúng ta đôi khi chúng ta ghi cộm của tiền, đổ mồ hôi nước mắt và tích cóp nó có khi cả một đời người, nhưng mà chỉ cần một phút thôi nghe, một phút thôi, ngọn lửa bật lên thôi là của cải của các vị để dành có khi 50-70 năm liền thành tro bụi. Và nơi đất nước này thưa các vị là người ta bảo hiểm vân vân là mọi cách để giữ gìn cái sự an bình đời sống, nhưng mà cái quả quản nó không có lường được. Tự nhiên nó từ trên Ventura sao nó lại nhảy một bước rất là xa về cái vùng rất gần ở đường 15 đây chứ mấy, không lường được. Và có những buổi chiều mình thả bộ trên ngôi đường Lộc Uyển, đi lên đi về dưới cổng á, mình thấy những cái chai thủy tinh đó, các em nó uống, nó dưới phố nó lên uống rượu rồi nó vứt trong rừng đó. Mình thấy nó nằm ngổn ngang ở trong rừng á, mấy thầy họ vô lượm hết à. Mình nói mắc gì đâu mà lượm, sách linh kinh trong lúc mình đi bộ thế này, nó không thầy, một mảnh thủy tinh có thể gây cháy rừng đó. Nó sao kỳ vậy? Nó thưa thầy, mùa hè nó đến, nó có hai việc có thể xảy ra bất ngờ, không cần ai đố cả. Một là cành cây do gió nó cọ phát lửa. Thứ hai, những mảnh vỡ thủy tinh đó, nó bị quang phổ mặt trời chiếu nó có thể bốc lửa. Cho nên gặp thủy tinh là mấy thầy lượm hết. Thưa các vị, cái điều này chừng như là người Việt mình ít có ai bận tâm lắm, ít có ai bận tâm lắm. Mình không có ý thức gì về vấn đề này nghe. Trong khi thưa đại chúng là lửa nó không phải là từ trời đốt, mà lửa nó có thể do bất cẩn chúng ta, không phải cái tàn thuốc được gọi là bất cẩn. Một cái chai bia vứt ra ngoài đường, bên lề đường cũng có thể gây quả hoạn. Cho nên hãy ý thức về vấn đề này, bảo vệ môi trường. Bằng không thì một cơn quả hoạn xảy ra không hàm nghĩa rằng là nó tàn phá của cải, đốt cửa nhà chúng ta mất 50 năm, 70 năm tạo dựng, mà nó sát hại biết bao nhiêu sinh mạng của những loài động vật ở trong rừng, không thể lường được. Các vị thấy rằng có những thằng Mỹ nó gặp cái cơn quả hoạn như là một biển lửa vậy, mà nó thấy con thỏ chạy tránh lửa đó, nó dừng lại, nó đi vòng con thỏ. Đây là những điều nó hiển hiện trong xã hội đời thường. Cho nên thưa đại chúng, nếu mình tu mà mình không có ý thức về những vấn đề nhỏ nhặt, thì có khi một cái việc rất nhỏ nó xảy ra cái tai họa rất lớn. Một cái chai thủy tinh vứt ở bên rừng nó cũng gây tai họa cháy rừng. Cho nên mình tu phước mình bao nhiêu thì không biết, thế nhưng mà mình nên cẩn trọng để đừng bị tiêu tốn phước điền. Có khi cái sự vô tình của mình, thiếu ý thức của mình, nó gây cháy nhà đi chơi nghe. Và nó cháy một cái nhà của mình, không chỉ là mình thiệt thòi, mà nó thiệt thòi luôn cả một cộng đồng, cả một khu gia cư. Và nhà Mỹ này thưa các vị là cháy một cái nhà rồi, cái nhà hàng xóm á, dễ bắt lửa lắm. Thấy thì tưởng như tường bách nhưng mà không phải đâu, đụng vô là nó cháy dễ dàng đó. Cho nên phải cẩn thận ý thức về điều này. Thưa các vị, mình đi dạy thường xuyên, mỗi lần mình đi dạy mình nhìn một vòng, tắt hết những cái điện đó ở trong nhà của mình. Thậm chí rằng là mấy cái máy sưởi của mình á, mình tắt mà không yên tâm, mình rút dây đàng hoàng à. Mấy cái computer của mình không những tắt máy mà mình tắt luôn cầu chì đàng hoàng. Trong phòng của mình tắt ngấm hết á. Cho nên những việc lặt vặt thôi thưa đại chúng, rằng là nếu các vị có tu thì những điều này nó không xảy ra nghe. Thưa đại chúng, là mình tu mình dễ dàng trở thành một người tinh tế và tương tác lắm. Từ cái việc sử dụng điện đó cho tới rửa cái chén, úp cái ly.
Mình đi bao nhiêu lâu không biết, nhưng mà về mình chỉ cần nhìn cái phòng trà là mình biết bao nhiêu thầy vô đây ngủ. Tại vì mình thấy ly họ úp ra làm sao, sắc trà đổ ra làm sao, bước vô chỗ rửa chén rửa bát mình nhìn là mình biết là thầy nào đang mới vừa rửa chén xong, mình biết ngay. Họ để đồ đũa ra làm sao, họ để cái chén ra làm sao. Thưa các vị, do vậy cho nên nếu cái sự thực tập của các vị đối với công trình tu mà nó còn chưa có biểu hiện ra trong cái sinh hoạt sống đời thường thì đôi khi mình làm phiền muộn cái người chung quanh một cách dễ dàng, mình làm tai họa cho đời sống gia đình mình cũng không phải là khó nghe. Tại những cái rất là tinh tế, rất là nhỏ nhặt đã làm thành những cái lớn trong cuộc đời á. Nếu các vị cẩn trọng được trong những cái rất là lặt vặt, như cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười của các vị đều có chánh niệm trong công trình tu như vậy, thì thưa các vị, mình không đến nỗi rằng là nói một lời như là dao chém vào người, chắc chắn như vậy. Mình cẩn trọng từ trong trứng nước của tâm thức mình mà. Nếu mình tu mình không làm được điều này, thưa các vị, thì 30 năm, 40 năm của cuộc sống tu có khi nó không đổi thay chi nhân cách của mình cả. Tức là nội dung đời sống mình nó không đổi thay. Thế cho nên xin các vị ý thức rằng là cái chuyện tu tập nó không phải là chuyện hình thức bên ngoài. Mà chuyện tu tập nó rất quan trọng ở chỗ là các vị luôn dõi theo mình để thấy là cách hành xử của mình nó có biến đổi hay không. Cái biến đổi nơi tâm thức là biến đổi không ai nhìn thấy. Thế nhưng mà biến đổi bên ngoài, cái cách đi đứng của các vị, để dép của các vị, để giày của các vị, mang cái khăn của các vị, mặc chiếc áo của các vị, điều này nó biểu hiện được cái sự đổi thay nơi tâm thức của ta. Bên ngoài mình chưa làm được những điều tinh tế như thế này thì thưa đại chúng, mình nói Phật, nói Pháp, nói triết lý đạo Phật dường như là nói cho vui thôi. Chứ còn kỳ thực rằng là mình không có thể làm cho đời sống mình có được an lạc, có được sự tỉnh tại nhất định. Trong cái thế giới Già Lam á, các thầy huấn luyện những người xuất gia hoặc là theo dõi những người tu tập, không phải là ngồi lắng nghe ông nói chuyện ra có vẻ trí thức cao vời gì cả, mà luôn quan sát cái cách ảnh ngồi, cách ảnh đứng, cách ảnh đi, cách anh nói năng với các thầy, rồi các thầy sai biểu với ảnh, mặt mày ra làm sao, sắc diện ảnh có giận hờn không, hoặc là rầy ra ảnh, ảnh có biểu lộ cái sự căm phẫn giận dữ không. Và thông thường những bậc thầy trong quá khứ họ đào tạo môn đồ đệ tử, thưa các vị, là họ không phải chỉ có đơn thuần dạy học không, họ theo dõi từng bước chân ạ. Và một trong những vị thầy mà mình biết ngày xưa ông cụ rất đặc thù là Hòa Thượng Trí Tịnh nha, cụ Giảng Đức á. Thưa các vị, là Chư Tăng tới đảnh lễ ông cụ vui lắm. Ông cụ ngồi, cái ông cụ tự nhiên bước xuống, ông cụ đi lấy nước uống rồi. Chư Tăng đảnh lễ mới lại được, lại thứ nhất ông đi mất tiêu. Lại thêm lại nữa, lại thứ ba nữa, rồi ông đi từ đằng xa, ông trở lại ông ngồi yên đó, rồi mình lại xong rồi. Mà làm cho người đến đảnh lễ ông cụ một niềm cung kính bị hụt hẳn mất tiêu rồi. Tưởng chừng như là cụ không hề quan tâm tới ai khi đến cung kính đảnh lễ ông cụ, nhưng mà không phải. Khi mà Chư Tăng nói chuyện chi đó, thưa thỉnh chi đó xong rồi quay lưng đi, ông bắt đầu nhìn theo. Lúc anh đi, lúc đó anh mới biểu lộ hết cái con người của anh. Còn lúc anh tới trước mặt tôi thì anh thể hiện cái sự cung kính kính là chuyện ai không làm được. Nhưng mà lúc quay lưng á, lúc đó mới biểu lộ. Lúc trước mặt nhau nói năng, thưa các vị, lúc đó thì người ta đem hết cho sự đề phòng, cẩn thận. Nhưng mà lúc không có ai thì một mình mới là chuyện đáng nói nghe. Cho nên mình tu không có hàm nghĩa rằng mình tu trước mặt thiên hạ đâu. Thưa các vị, hãy tu với chính mình trong thầm lặng đêm đen á. Trong lúc các vị một mình đối bóng với chính các vị, lúc đó mới cần tu. Chứ còn các vị ngồi trước trăm người tu làm chi, lúc đó mình giả vờ thôi nghe. Cho nên
Thưa đại chúng rằng hãy ý thức về điều này. Nếu mình còn chưa ý thức được điều này, chừng như mình tu chẳng qua là mình tu hình thức chơi thôi nha, biểu diễn trước mặt thiên hạ, gọi là biểu hiện để lấy lòng, biểu hiện để chứng minh, chứ còn không phải thực sự tu. Thực sự tu là người đó đối bóng với chính họ, một mình thầm lặng với chính họ. Và người xưa họ tu, có khi họ tu lén lén, họ tu như mình nghe. Mình để ý trong cái thế giới của mình, hồi còn là tăng sĩ học ở trong trường á, thưa quý vị, mình muốn tu mình trốn, tại vì mình tu trước mặt bạn học nó trêu cho nên rình rình coi thiên hạ ngủ hết, hoặc là nửa đêm đầu hôm ngủ rất sớm là thức giấc rồi nửa đêm không ai thấy hết, nhìn qua nhìn về thấy thiên hạ ngáy phò phò hết, lúc đó mới ngồi tọa thiền. Và những buổi giảng kinh lộc uyển vui lắm. Mình có khi những buổi dạy đó mình cũng làm mất lòng rất là nhiều các cô chú mới phát tâm tu. Mình nói rằng là các cô chú phát tâm vào chùa xuất gia tu tập 37-41 ngày được thọ giới, tưởng chừng như mình làm thầy người ta rồi ư? Chưa đâu. Phải phát tâm tu luyện đời sống mình vào chùa, hãy coi mình như cái tấm vải chùi chân ở ngạch cửa, để cho chư tăng chư ni người ta tới ta chùi vào chân cho sạch chân cho bước vô. Hãy phát nguyện làm tôi tớ phục vụ tăng già, phước lành nhiều đời lắm mới được xuất gia làm tăng sĩ. Rồi đừng nghĩ rằng là mình xuất gia mình tu rồi cái tâm mình nó tràn đầy cái sự ganh tị đối với những người họ còn bé mà họ đã thọ giới trước mình. Tại vì mình hãy nghĩ điều này thôi, là mình khởi tâm cung kính đối với một số các thầy cô trẻ nghe. Hãy nghĩ một điều rằng là có khi mình sống mất 30 năm, 40 năm, 50 năm giữa cuộc đời rồi. Điều thứ nhất là tập khí mình rất dày. Điều thứ hai là cái sức khỏe của một đời người mình đem mình phục vụ cho chính mình là một, người thân mình là hai, chứ mình đã làm cái chi cho tam bảo nhà đâu. Còn người ta tuổi bé thơ người ta luyện đời sống họ vào chùa họ xuất gia rồi, họ không có phục vụ chi cho gia đình cho tự thân cả, cho nên cái phước lành của họ tu á, dù họ chưa phải là một người hoàn thiện nhưng mà so với mình thì họ đã đem cái năng lực của tuổi trẻ họ phụng sự tam bảo đó, chứ họ có phụng sự ai, còn mình đâu phụng sự tam bảo. Mình phụng sự cho vợ mình, cho chồng mình, cho con mình thì có, nhưng mình phụng sự ai đâu. Rồi tới chuyện vác xác qua chùa mới xuất gia được năm hôm rồi trở thành ông thầy và sư cô to tát, rồi cứ nghĩ rằng là mình có quyền trừng trị người khác, có quyền bắt người ta gọi mình bằng thầy bằng sư cô, thì coi chừng cái điều này nó không có tăng trưởng phước điền. Cho nên hãy phát nguyện rằng là con được xuất gia, con làm tấm vải chùi chân cho quý thầy quý sư cô đó, con quyết lòng là dâng hiến cuộc đời con nên phụng sự tam bảo ngay từ giờ cho tới chút hơi thở cuối cùng. Điều thứ hai các thầy cô nên lưu ý rằng là thì giờ qua rất nhanh, mất một ngày đâu tìm lại được, cho nên các vị phải trân quý, các vị đừng để cho ngày tháng nó trôi qua một cách phí phạm. Hãy lén lén tu, hãy thầm lặng tu, lợi dụng cái thì giờ người ta rỗi rãi trống vắng, không ai quan sát mình, không ai theo dõi mình, thì mình lợi dụng thì giờ đó mình tọa thiền đọc kinh và học những bài kinh của Đức Phật dạy để làm tăng trưởng trí tuệ của mình. Chứ còn các vị cứ thông thả đi tới đi lui dung văn dung vẻ và những cái chương trình như là thể dục thể thao rồi những cái loại trò chơi thì lại tham gia hết mình, rồi không có dành chút thì giờ để tu tập, thế thì các vị phung phí thì giờ cách rất là tội nghiệp. Trong khi người ta muốn có được một ngày tu ở nhân gian, thưa các vị, họ sắp xếp hết cả bao nhiêu việc của gia đình họ mới đi vô chùa tu được một ngày hoặc 5-3 ngày nhé.
Thế là mình có điều kiện rằng là liệu là mình trong chùa ở ngày này qua ngày kia mình lại coi thường từng ngày đi qua. Thế thì tội nghiệp vô cùng cho một đời sống người xuất gia. Và thưa các vị, những buổi học ở trong đại chúng của Lộc Uyển, do vì mình đem cái nhiệt tình của người xuất gia đi trước mình dạy, cho nên đôi khi mình dạy những lời lẽ nó rất ư là mạnh, chứ nó không có phải là ve vuốt. Thế rồi mình khám phá ra dần dần, dường như người ta học cái mình ta chán đứt cửa cổ, cho nên dần dần lớp học nó mòn dần mòn dần, cuối cùng không có mấy người đi học cả. Thế rồi các vị phụ trách lớp họ nghĩ rằng là thấy ít quá, cho nên họ sợ rằng là lớp học như vậy mình giảm đi cái năng lực, cái niềm vui để truyền đạt, gọi thêm một số các vị cư sĩ dưới phố lên để họ học. Thế là năm nay một ân cư mà nói là chớ có gọi ai hết nha, nội chúng được 5 người học, 5 người, 3 người học, 3 người cấm. Tôi dạy nội chúng thôi, tôi không dạy cư sĩ. Ai có nhân viên tới chùa tập sự xuất gia ở đó tu thì học, còn người ở ngoài không cần. Cần dạy nhiều quá rồi, những điều mình dạy nó quá dư rồi, không cần thiết phải dạy cho nhiều nữa. Cho nên là đừng gọi ai hết á, hãy để trong nội chúng Lộc Uyển học được mấy người lên mấy người. Thế rồi hôm thứ tư tuần rồi nhìn tới nhìn đôi, thấy là chúng Lộc Uyển, tức là những người tùng hạ an cư, các anh Mỹ nhiều hơn là người Việt. Người Việt không có, ngồi rất đông. Nhưng mà nhìn tới nhìn lui thì mấy cái anh chàng sa di mới xuất gia tập tè tu như trống hết, bị mình rầy nặng quá cho nên tôi sợ. Cuối cùng thưa các vị, có khi những đạo tràng tổ chức những khóa tu ở các nơi thì mình thuộc dòng thiện nghe, nhưng mà ở chùa mình tạo ác á. Nhất là những nơi chốn mà đào tạo tăng tài, thưa các vị. Và cái điều này thưa các vị là chừng như đó là lẽ tự nhiên thôi. Các vị cũng biết rằng là chúng ta là những người có nhân duyên với nhau, gặp nhau ở những đạo tràng tu tập. Các vị có nhiều thời giờ đâu mà gần gũi với thầy. Các vị đến một hôm hai hôm để tu tập thì không có gì lý do gì làm cho các vị cảm thấy bị phản ứng đối với cái chương trình tu học pháp cả. Gọi là ve vuốt nhau, dỗ ngọt nhau cho tu cái đã thì tính, chừng nào vô tu rồi mới trừng trị sao. Do vậy cho nên thưa các vị, ở những đạo tràng mình đến hướng dẫn tu tập thì mình không thiện. Thế về chùa, nhất là với những người đệ tử mà mình có trách nhiệm thì thưa các vị mình không có thiện. Ác thì có nhưng không có thiện. Với Phật tử thì rất là hiền lành, dễ thương, và với người xuất gia thì dường như không hiền. Cho nên đệ tử mình Việt Nam nó qua rồi bên đây mấy đứa Phật tử nói thầy ổng hiền lắm, ổng dễ tánh lắm. Nó trợn mắt, nó ngạn dư, nó thầy mà dễ tánh hả? Nó không thể tin được. Ngoài rồi nó gặp mình, nó nói chuyện mình nói vậy thì chứ tụi con nghĩ là thầy ở đây ba bên một phía, thầy có đâu có đệ tử đâu, làm khó nhau chi. Và ở Lộc Uyển thì thưa các vị càng thích thú nữa, tại vì sống với mấy ông Tây tối ngày việc ổng làm việc mình làm, cho nên cũng không nhất thiết làm với chi khó khăn nhau. Chỉ có những buổi lên lớp dạy, nếu các vị thiền sinh Mỹ thì không nói làm chi, nếu có một vài thầy cô trẻ trẻ mới xuất gia thì coi chừng lãnh đạn. Cho nên tóm lại thưa các vị, là công trình tu nó là công trình các vị phải tự mình khích lệ mình làm thay đổi tự thân nha. Tại vì không có vị thầy nào bên ngoài có thể theo dõi các vị được cả. Và nếu công trình tu nó chỉ là cái việc bên ngoài, thế thì thưa đại chúng rằng một đời 50 năm, 30 năm không nghĩa lý gì cả. Lây quay chúng ta dẫn nhau về với đất đen hết rồi. Cho nên một ngày ở trong đạo, một ngày tiếp xúc với giáo pháp, mình phải nhớ rằng là cái việc tu tập là việc của
rất cá nhân, phải khéo lợi dụng từng phút từng giây để tu tập, không phải là cái chuyện mình trình diễn với ai hết, không cần ai theo dõi, thần linh cũng không theo dõi các vị được, huống nữa là người bên ngoài. Điều này thưa các vị, ta phải ý thức rồi tự quản lý đời sống của ta, tự quản lý tâm thức của ta, tự làm cho đời sống chúng ta dâng lên thôi, chứ còn không ai giúp ta để thay đổi nhân cách của ta. Và hai việc nó dính liền nhau, đó là khi nội tâm các vị có sự thay đổi, có sự thực tập, thì bên ngoài đời sống các vị nó biểu hiện rất rõ. Còn không thì thưa các vị, rõ ràng rằng là chúng ta bên ngoài thì nó vung vãi, nó lượm thường, nó bất an, nó tràn đầy, nó tràn đầy cái tạp chất trong cái cách mình cư xử, trong cách mình nói năng. Thế thì bên trong của các vị nó càng thêm ô uế nghe. Hai điều này nó dính liền nhau, thân và tâm nó là một. Cho nên dễ nhất là hãy thực tập cái từ bên ngoài cạn của đời sống, của đời sống ngoại vi thôi. Các vị biểu hiện đời sống của các vị bằng cái cách ăn, cách nói, cách cư xử với người chung quanh, và nó biểu hiện được cái nét thánh hạnh, cái nét tu tập thực sự có chuyển hóa, thì người ta không cần ở gần mình, ta cũng biết rằng con người này Phật pháp thấm vào tâm thức. Còn nếu mà bên ngoài chúng ta, đời sống của chúng ta, ta vẫn y nguyên như vậy, đến đâu cũng gây phiền muộn bất an, riêng một mình cũng tràn đầy cái sự xung đột nội tâm, thế thì chắc chắn một điều rằng là dường như mình chưa đổi thay gì cả. Và một kiếp này không khéo thì thưa các vị, mất một kiếp rồi, ta lây quay có khi tìm lại một kiếp đời kế tiếp, một hình hài như thế này, hoàn cảnh như thế này tìm không ra. Đó là điều đầu tiên xin gửi đến để cho đại chúng lưu ý. Chúng ta có nhân duyên lành tu học Phật pháp thì chúng ta hãy phát nguyện nỗ lực từng ngày, đừng để cho ngày tháng nó trôi qua trong phí phạm. Hôm rồi chúng ta có hai bài kinh pháp cú, đó là tuy tụng ngàn câu kệ ý nghĩa không chân chánh, chẳng bằng một ý nghĩa nghe rồi diệt được ác. Bài thứ hai, tuy tụng được ngàn lời vô nghĩa có ích gì, chẳng bằng hiểu một nghĩa nghe thực hành được độ. Bài thứ ba, đó là tuy tụng kinh được nhiều không hiểu nghĩa ích gì, hiểu được một pháp cú hành theo đắc được đạo. Ba cái câu cuối của ba câu này rất hay, là câu đầu là nghe rồi diệt được ác. Mình bây giờ mình gom lại bài kinh này mình học bữa nay nữa. Câu đầu là nghe rồi diệt được ác. Câu kết nha. Thứ hai, là nghe thực hành được độ. Câu thứ ba, là hành theo đắc được đạo. Thưa các vị, là ba câu này nó có một cái ý thế này, đây là văn tuệ nhé. Đây nó hàm nghĩa là tư tuệ,
Và câu cuối cùng là tu tuệ. Tu tuệ. Thì thực rằng là nếu chúng ta nghe pháp mà mình để cái tâm của mình cho nó rộng, nó thoáng, nó không có cái tiếng xì xào nào trong đây phản ứng á, để cho từng lời kinh của Đức Phật, ví dụ như mình tụng kinh, ví dụ như mình nghe pháp, mà mình để cho từng lời nó thấm vào mình, nó chiếu sáng tâm thức mình, thì thưa đại chúng rằng là cái khả năng thay đổi của mình nó rất dễ xảy ra. Từ nghe có thể sinh trí tuệ, từ nghe có thể rớt phiền não nghe. Do vậy cho nên khi chúng ta nghe pháp, chúng ta nên ý thức rằng là hãy làm cho cái tâm của chúng ta nó trống vắng đi cái ý niệm phê bình, phán xét, nghĩ suy. Và những điều cần phải làm đó là các vị đừng để cho tâm các vị nó chạy lang thang đầu trên xuống dưới. Các vị nên nhiếp tâm ngay hiện tiền này. Chứ các vị cứ chạy về thăm nhà rồi các vị chạy về, các vị ra Costco rồi các vị chạy về, thế thì lời pháp nó không có dính chi tâm thức của các vị. Ngay nghe là một pháp tu rồi, ngay nghe là rớt được phiền não rồi nghe. Đây là trường hợp thứ nhất, mình có cái nhân duyên là nghe được những bài pháp từ những người có ít nhiều nội lực tu. Thế là trường hợp thứ hai, có những cái điều thưa các vị mình nghe nó chút phiền não, có thể như vậy không? Có nghe. Có những vị thầy thưa các vị, họ trình bày những cái điều từ kinh văn bằng một loại ngôn ngữ, thứ nhất có khi ngôn ngữ nó rất thô, nó làm cho mình gây phản cảm, gây phản ứng á. Trừ trường hợp của một người họ đạt đến một mức độ tu tập như thế nào đó thì lời bên ngoài không có tác động, không có làm cho họ sinh phiền não. Còn đa phần chúng ta còn ở cái trình độ trung bình thế này. Nếu cái vị thầy kia trình bày cái dòng pháp của ông mà nó nặng mùi trần tục là một, nó thô tháo là hai, ngôn ngữ nó khiêu động, cái tập khí ô uế trong ta là ba, thế thì người nghe có thể lâm vô cái tình trạng rất là bất mãn, hoặc là chán, hoặc là phản ứng lại rất là gai gắt. Đây là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba thưa các vị, đó là trường hợp của những bậc thiền sư, thiền sư thâm ngộ, có khả năng chứng ngộ. Thế thì cái lời pháp của ông nó có một cái công năng đặc biệt rằng là nó giúp cho các vị quy chiếu ngược lại nơi tự tâm để nhận ra cái gì? Nhận ra cái gì? Nhận ra chính tâm thể quy nguyên không sinh diệt của các vị, để từ đó các vị an trú nơi pháp để hành trì ngay. Cho nên ba tầng. Thưa các vị, nếu ta may mắn gặp được những vị thiền sư họ có năng lực tu nhất định, thì những lời pháp của họ dù ngắn hay dài, họ đều có một công năng duy nhất, đó là giúp cho các vị quay ngược ánh sáng lại, dội về tự tâm để nhận ra cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt nơi các vị. Thì đây là một loại pháp ngữ và có khi giữa trần đời này tìm không ra nghe. Là pháp ngữ mà trung bình nhất của các thầy có được ít năng lực tu tập, thì các thầy nương vào kinh văn giải thích để cho các vị biết bố thí, biết cúng dường, biết phát tâm lành, biết tu tập, biết bỏ ác, biết theo lành, biết làm cho nghiệp lành tăng trưởng để sinh về những cảnh giới lành. Và trong cái tầng pháp này thì thưa các vị, những cái bài về đạo đức xã hội đời thường được trình bày, những phương pháp về thực tập để có được an lạc hạnh phúc cũng được trình bày. Đây là trường hợp thứ hai. Tuy thấp nhưng mà thưa các vị, tìm được trong cuộc đời này không phải khó. Còn trường hợp thấp hơn nữa thì thưa các vị, chuyện này chúng ta không cần bàn. Tại vì điều kiện của xã hội và một số các thầy họ chưa thấm được tương trao, và có khi họ cũng ở trong đạo rất lâu nhưng mà họ chưa thực sự có được năng lực tu, năng lực chuyển hóa, cho nên cái cách họ trình bày đôi khi nó còn nhiều tập khí của phàm tâm, đó là chuyện bình thường thôi, ta không cần phải bàn về điều này. Nhưng mà hai cấp độ, một và hai, thì thưa các vị,
cái nhân duyên lành mình gặp được thì tự nhiên cái lợi ích nó vô cùng lớn. Cho nên ý đầu tiên mình gọi ra đây thế này: thưa các vị, nghe, biết cách nghe và gặp những đối tượng trình bày được những dòng pháp hữu ích thực sự thì các vị bỏ được phiền não rồi nghe. Văn là sinh trí tuệ, văn bỏ được phiền não đó. Rồi tôi xin giới thiệu một dòng pháp rất đặc thù là nghe không cần sinh trí tuệ, cũng chẳng cần bỏ phiền não mà nghe rất dễ buồn ngủ. Dòng pháp thầy Phước Định nói, nghe thử đi, thấy nghe buồn ngủ, nghe ngon lành. Ai mất ngủ nghe thì ngủ ngon. Thì đây là một loại pháp vượt ra ngoài ba tầng kia nghe. Mình xin giới thiệu mình luôn để cho nó quảng cáo luôn. Và điều này là một lẽ thật. Mình kể cho các vị nghe rồi các vị thấy thương thì quyết định thôi. Lần đó sau một khóa tu mình đang giảng pháp say xưa, cái có một bậc Phật tử lên: thưa thầy, con rất cảm ơn thầy, mình nghe mình rất thích chí rồi, chuyện này cũng được khen một lời để nở luôn mũi với người ta. Thế rồi bà nói: thầy có biết không, mỗi bữa tụi con phải nghe pháp thầy đó. Hay vậy hả? Tại vì không nghe con ngủ không được, cho nên con phải nghe thôi thưa thầy. Quá ra câu thứ hai, thưa các vị, đó là câu nói rất thật nghe, cho nên xin giới thiệu. Dĩ nhiên là nó không đến nỗi tệ, nghe xin quần áo là được rồi, chứ không có cần đòi hỏi gì nhiều hơn thưa các vị. Chỉ nhiêu đó là mình cảm thấy an ủi rồi nghe. Thế là mình giới thiệu là văn sinh tuệ này có việc như rằng là có thể như thế này, mình ví dụ dễ hiểu thôi. Ví dụ lâu nay các vị không có thâm nhập vào những trang kinh của Phật dạy, cho nên khi người ta chọc giận các vị, xúc phạm các vị, làm cho các vị bực bội bất an, các vị rất là phiền não. Thế là một hôm tình cờ các vị nghe vài ba vị thầy giải thích rằng là cái chuyện người ta nói vào mình đó, giống nó khác với gió, nó khác với những cái cơn gió đi ngang lỗ tai. Thế nhưng mà ta hãy quan sát những cái điều họ gây phiền muộn cho mình, làm cho mình bất an, giống như những cơn gió đến mình nó đi ngang qua. Điều thứ nhất, làm được như thế này thì anh không tự chuốc phiền não nghe. Điều thứ hai, cái kẻ gây hấn cho ta, chọc ta phiền muộn bất an, hoặc là xúc phạm ta bằng những lời rất là độc ác, có khi họ về ngủ rất ngon. Thế nhưng mà rồi cái khổ là tự nhiên mình phiền giận, mình căm thù, mình bực bội, mình tự làm cho mình cao huyết áp. Mà lỡ cao huyết áp rồi thì làm cho mình tai biến, mình chết. Thế thì ai dạy ai? Người ta chửi mình một trận, ta về ta ngủ ngon. Ở mình thì đáng lẽ mình hãy coi việc đó như gió qua tay thì mình cứu được mình. Mình trả lại là để cho những phiền muộn nó trở thành nỗi bực bội, bức xúc, căm phẫn ra mình, cho nên mình chết trước. Mình tự giận bằng cái lời lẽ xúc phạm của người ta. Thế thì rất tội nghiệp. Cho nên giận là liều thuốc độc, không cần anh đi đến bác sĩ mua thuốc độc. Đấy, tới bác sĩ mua thì còn có bác sĩ cho to mới đi lên vô Phật bác sĩ mua được. Còn anh thuốc độc sẵn này, anh uống đi, anh nổi thịnh nộ là uống thuốc độc đó. Và khi mình nghe điều này cái mình nghĩ một điều đơn giản là tại sao mình dại quá vậy, mạng sống rất đáng quý mà tại sao mình tự sát tội nghiệp vậy. Giận là tự sát, phiền não bất an cũng là tự sát. Thế thì các vị tự nhiên ngộ ra điều này, các vị thấy thương thân phận mình, các vị bỏ cái tập khí hay buồn hay giận hay trách cứ. Tự nhiên là mình thương mình rồi mình bỏ thôi, chứ không phải là gì lý do gì cả. Thế thì sinh tuệ chưa? Có trí tuệ liền nghe. Từ cái nghe thấm vào mình có thể phát sinh trí tuệ và bỏ phiền não rất dễ. Đây là văn sinh tuệ là vậy. Nghe có thể bỏ phiền não đó. Hiểu đạo có thể bỏ được phiền não. Và chưa ai đi vào con đường tu tập mà không từ sự hiểu biết nghe. Các vị không hiểu biết gì cả mà các vị tu thì các vị lầm lì, các vị tu giống như người không thấy đường, các vị đi sớm muộn chi cũng rớt vào hầm hố, chết mất mạng.
Còn nếu các vị mắt sáng, có hàm nghĩa rằng là từ cái nghe hiểu giáo lý đạo Phật, các vị đi vào con đường tu tập, thì chắc chắn một điều rằng là đi bước nào chắc ăn bước nấy, càng đi thì chân trời phía trước càng vỡ. Thế cho nên điều đầu tiên là nghe sinh trí tuệ là như vậy. Đây là điều thứ nhất, văn sinh tuệ. Từ câu kinh Pháp Cú đầu đây, nghe rồi diệt được ác. Câu kinh thứ hai, kết của đoạn thứ hai là nghe thực hành được độ. Thưa các vị, nó hàm một phần nữa là cái khả năng tư duy của các vị, quan sát của các vị. Ví dụ như những cái điều mà mình đến đây mình hay truyền đạt, đó là ta đích thực không phải là những buồn vui. Ta là người còn thấy được những cái buồn, cái vui đang sinh, đang diệt, đang đi tuồn tuột trước mắt ta. Thế thì các vị chỉ nghe lời đó rồi các vị về, các vị gửi vào gió mây cho nó bay mất. Thế thì các vị không thể làm cho cái năng lực bỏ phiền não của các vị nó đi vào cái sự hiện thực được. Cho nên khi mình nghe điều này, mình về làm thử. Xưa tới giờ thì mỗi lần buồn vui thì mình bị nó nhẫn chìm mất một giờ đồng hồ. Thế bây giờ mình làm thử coi, bây giờ thì không có việc chi làm, vào mùa đông trời lạnh cho nên đang bị phiền muộn đây, mình thử ngồi yên bình, mình quan sát cái buồn của tự thân mình nó khởi lên, lên ra làm sao, nó kéo dài được bao lâu. Không làm gì nhiều, chỉ cần là ngồi để chiêm nghiệm cái nỗi buồn, hoặc là cái cơn giận, hoặc là sự bất an nó đang có bên trong các vị thôi. Các vị lặng lẽ quan sát đó, chiêm ngưỡng đó, theo dõi đó, hay dùng cái từ khác là lặng lẽ thưởng lãm cái cơn giận của mình, cái nỗi buồn nó đang xảy ra trong tự thân mình, coi nó ra làm sao, nó lớn, nó nỗi nào, nó có thể nhận chìm mình được không. Rồi các vị mỉm cười nhìn nó, mỉm cười theo dõi nó, thấy nó từ xa nó bò tới trước mặt mình, nó to đùng lên như một tên khổng lồ, rồi thử coi nó hiện diện như vậy bao lâu, thấy nó nhỏ từ từ lại, nó đi ngang qua mất, thì ta gọi là chi? Đi vào sự tư duy, quan sát, thực tập thử. Sinh trí tuệ chưa? Sinh trí tuệ liền nghe. Trí tuệ đây thưa các vị nó không hàm nghĩa rằng là tự nhiên các vị thông thạo luôn tới 5-7 loại ngôn ngữ, tức là tự nhiên không học mà học mà hiểu rất nhiều loại ngoại ngữ. Trí tuệ đây nó hàm nghĩa rằng là tự nhiên mình thấy mình cách ly với phiền não. Tự nhiên mình thấy rằng xưa giờ mình tưởng chừng như cái khối u sầu của mình nó làm chịu nặng lòng mình, nó đè mình ngột ngạt. Thế rồi hôm nay phát giác ra rằng là chỉ cần nắm được một phương pháp quan sát nó thôi, suy nghĩ như thế này, nhận diện về nó, thì các vị đoạn được phiền não. Cho nên gọi là tư sinh tuệ nghe. Chiêm nghiệm, quan sát thì sinh trí tuệ đó. Thử làm đi, là thấy sinh trí tuệ. Và thưa các vị, trong cái quá trình trưởng thành của đời sống chúng ta đầu tiên là chúng ta học chữ, chúng ta chưa có sự suy nghĩ chi cả, chúng ta chỉ nạp những cái dữ liệu vào bên trong đây để ta có được cái nguồn vốn liếng để tư duy, để phê bình, để phán xét. Thế nhưng mà rồi cái quá trình trưởng thành theo tháng năm từ từ thì chúng ta có khả năng làm cái chi? Phê bình, phán xét, tư duy, nghĩ về điều này và mở ra rất là nhiều hướng. Ví dụ như cũng là một việc làm ra tiền. Dùng cái ví dụ này dễ hiểu nha. Cũng là một việc kiếm tiền. Thế nhưng mình suy nghĩ rằng là cách kiếm tiền bằng cái kiểu mà mua gánh bán bưng kiểu này thì biết đời nào cho giàu, cho nên mình mở ra hướng thứ hai. Thay vì mua gánh bán bưng thôi, mình mở một cái tiệm tạp phô buôn bán nhỏ. Thế rồi mình suy nghĩ rằng là cái tiệm tạp phô buôn bán nhỏ dường như nó không đủ giàu đâu, cho nên mình không cần buôn bán trực tiếp. Mình làm một sự liên hệ giữa người này với người kia, tức là mình chào hàng thôi. Mình tới giới thiệu, nói rằng tôi có món hàng lớn lắm, tôi bán cho anh với giá tiền như vậy như vậy. Tới chỗ kia mình biết rằng nó bán rẻ, mình nói tôi sẽ mua món hàng của anh với giá tiền này, một số lớn, anh có bằng lòng bán cho tôi không? Nếu anh bán thì tôi sẽ hẹn với anh rằng tôi lấy hàng xong 10 hôm sau tôi trả tiền. Thế thì mình làm việc chi?
không cần mở tiệm trà phô mà các vị trở thành một đại lý liên kết để các vị nhận hàng, các vị giao, các vị là người trung gian chuyển hàng thôi. Mà giàu không? Thưa các vị, làm ruộng không giàu, buôn bán nhỏ không giàu, nhưng mà làm người trung gian chuyển hàng thì giàu nhé. Thiếu gì người trong cuộc đời này họ mở ra con đường như vậy. Thế rồi có con đường làm giàu khác là không cần làm vậy, họ chỉ cần làm sản phẩm từ cái đầu thôi. Các vị biết rằng là những cái tên nhà giàu giờ đó, cái sản phẩm của nó có khi nó vô hình nghe. Các vị hình dung này Google nó bán cái gì vậy? Càng ngày người ta càng đi vào không gian ảo, phải vậy không? Chương trình thậm chí nó cài vô máy cũng là chương trình ảo, chứ đâu có thực tiễn là từ cái đĩa chương trình cài vô đâu. Các vị mua thì từ trên trời nó rót xuống, và các vị có thấy nó đi vào không? Không nghe. Thế thì càng ngày người ta càng phát triển một cái loại tiềm năng làm giàu, đó là làm giàu trên năng lực tư duy, trí tuệ. Không biết mình dùng cái ví dụ đó dễ hiểu không hả? Chắc dễ hiểu chứ hả? Thế thì một cái làm ra tiền, và bao nhiêu con đường để tiền nó chảy vô vậy? Có 1000 con đường để của tiền nó vô ào ào, và có những loại con đường của tiền nó vô phải đếm vậy nghe. Còn nó vô bằng cách gì? Vô trong công văn của ta không thấy. Bằng chứng là ai mà chơi stock thì biết điều này, phải không? Trong 1 ngày đêm các vị có thể có bạc triệu, mà trong 1 ngày một đêm các vị có thể mất sạch của cải. Thế thì thưa đại chúng là cái khả năng tư duy ấy mức độ cạn, thì nếu cái đầu của ta nó đủ bén nhạy thì ta làm giàu không tốn công tốn sức, không cần di chuyển đến đi, không có lái xe tất tả ngược xuôi 1 ngày 12 tiếng đồng hồ ở đường phố, phải không? Không có cần cân đông đo đếm gì, từng củ khoai, từng là ký lô cà gì không, không mà giàu. Thế thì các vị hình dung rằng là từ khả năng tư duy nó đã mở ra 1000 con đường để kiếm ra của ra tiền. Thế thì từ khả năng tư duy nó mở ra cũng 1000 con đường để đoạn được phiền não. Thế nó xin trí tuệ chứ. Nghĩ thôi là xin trí tuệ. Cứ chừng nghĩ như thế này thì phiền não anh chuốc, anh làm khổ anh. Nghĩ ngược lại thì anh tự bỏ rơi hết phiền não xuống nghe. Điều này là một lẽ thật. Thưa các vị, ngộ đạo nó không phải là cái chuyện các vị dời non lấp biển, mà ngộ đạo nó xảy ra bằng cái khả năng tư duy ngược lại thôi, chứ có gì gây gớm đâu. Rồi mình giải thích để dễ hiểu thế này. Xưa giờ mình đồng nhất mình vào thân này, cho nên mình khổ vì thân. Nó đau ốm, nó tật bệnh, nó trẻ, nó già, nó xấu, mình khổ. Thế rồi mình xả ly chấp trước. Thân này vốn là cái vang vượng tam với cuộc đời này. Ta đã từng mượn những hình hài cũng đẹp hơn hình hài này nữa kia, đó là hình hài của vị thiên đế. Ta đã từng mượn một hoàn cảnh sống tuyệt vời hơn hoàn cảnh này nữa, là ta đã từng làm hoàng đế. Tôi nghĩ chắc chúng ta đã từng như vậy, có điều chúng ta quên nó thôi nha. Thế thì giá chi một hình hài còn gõ giữa trần đời này, cao có thứ mấy và cũng chẳng có vinh sang gì hơn ai, mắc gì đâu đồng nhất mình vào hình hài. Cho nên xả ly chấp trước ta là hình hài. Thế thì thưa các vị, tự nhiên mình nhẹ đi hết 1/5 nỗi khổ về chấp trước thân nghe. Chỉ cần nghĩ thôi. Chứ còn hình hài của các vị thì vẫn của các vị chứ. Các vị đâu có bỏ thân xác của các vị đi ngã nào. Thế nhưng mà chỉ cần khởi tư duy về điều này, suy nghĩ về điều này, nương thánh giáo của Phật nghĩ về điều này thì bỏ được 1/5 nỗi khổ. Tại sao mới bỏ 1/5 mà không bỏ hết luôn? Tại sao? Tại vì một đời sống nó kết hợp bằng 5 phần sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà. Xả ly chấp thân, nhưng mà anh còn chấp cái chi là anh? Buồn vui là tôi, lâu phiền não là tôi, hạnh phúc là tôi. Thế rồi nhân duyên tuyệt vời hơn là ta có điều kiện thăm dò và học hỏi vào chánh pháp của Phật. Ta biết rằng tất cả những cái trạng thái như buồn nè, như giận nè, như ghét nè, như thương nè, như lo âu, như phiền muộn, như hạnh phúc, chẳng qua đó là những xúc cảm thôi em. Cái từ trong kinh văn gọi nó là chi? Gọi là cảm thọ. Cái từ này quan trọng lắm. Ta dường như chỉ sống loanh quanh trong cái cảm thọ này thôi. Tức là ai cũng mơ ước có được hạnh phúc,
Thế thì ta mới ước cái chi? Ta mới ước sống với cái cảm thọ thôi nghe. Và có khi một đời người mình lăng quăng, mình chạy, mình tìm cảm thọ thôi, chứ có tìm cái gì lạ đâu. Ví dụ như các vị cư xử đẹp đẽ với người, để cho người thương mến các vị, kính trọng các vị, chẳng qua là ve vuốt bạn ngã, để cho cảm thọ các vị nó cảm thấy hỷ lạc, phải không? Vào mùa lễ tạ ơn, vào mùa lễ Giáng sinh, vào mùa lễ Tết, Tết Tây, con mình nó không về, mình buồn ngẫu ruột ra. Thế rồi nó về thì cái sự hưng phấn nè, hạnh phúc nè, tràn ngập. Nó tràn ngập nơi tự tâm ta. Thế thì mình đang làm cái chi? Đang chứa chấp những cảm thọ này để làm cho đời sống mình nó đỡ cô đơn. Và thưa các vị, chừng như một đời sống người ta đi lanh quanh là chỉ tìm chút cảm thọ để sống kiểu cuộc đời này thôi nghe. Người ta hạnh phúc, người ta tự hào rằng hạnh phúc, tự hào về cái chi vậy? Có nhiều cảm thọ hỷ lạc, phải không? Thế là mình đi sâu vào quan sát điều này, tư duy điều này, các vị thấy là cảm thọ hỷ lạc hay là cảm thọ hạnh phúc nó kéo dài được bao nhiêu vậy? Bao nhiêu vậy? Rất phụ vô nghe. Cảm thọ hỷ lạc là cái sinh khởi từ bên trong tâm thức, nó có một phần của ý thức các vị, nó có một phần của cơ thể các vị, cho nên khi nó có mặt thì nó làm cho thân ta tự nhiên là thư giãn, làm cho đồng tử mắt ta giãn ra nghe. Các vị nhìn con các vị một bữa nào nó về thấy đồng tử mắt nó mở ra rất to, nó sáng ngời, nó là biết rồi đó, gặp thần ái tịnh mắng trúng mũi tên là tim rồi đó. Nó là như vậy. Tại sao người ta bắt bí những cái cặp trai gái thương nhau rất dễ dàng là do vì họ thương nhau, gặp nhau là mắt họ sáng bình thường chút. Tại vì đồng tử mắt nó giãn ra thôi, không có chi hết, nó sáng ra thôi. Thế thì cảm thọ, thưa các vị, nó gắn vào thân thì nó tạo thành cái sự xúc cảm, nhưng mà rất ngắn. Nó gắn một phần của nó vào tâm thức thì nó tạo thành cái xúc cảm dài hơn gấp hai lần. Nhưng mà không thể dài hơn xa được, dù ta cố tình. Ví dụ như hiểu là thế này, cái trạng thái hỷ lạc nhất, trạng thái tự hào nhất, trạng thái hạnh phúc nhất là lúc mình thi đậu, phải không? Nhìn các bạn trường nó niêm yết thi tú tài toàn. Cái điều này chắc các bà các ông ở đây nhớ ha, cái thở chúng ta thi tú tài đó. Thi xong không có chắc đậu luôn nghe. Dù mình nhớ rằng bài mình làm rất được, nhưng mà thưa các vị vẫn hồi hộp chứ. Thế là các vị đến là các vị coi cái dáng, những cái bảng dáng ở trường, hoặc là Chu Văn An, hoặc là những cái trường nam ngày xưa, rất nhiều trường phải không? Nếu trường nữ đó là Gia Long chẳng hạn, các vị thấy như biết các bạn, nhìn cái tên ai mình không có để ý đâu, mà cái tên họ Nguyễn là, tức là họ của mình là nhìn Nguyễn, đúng Nguyễn này, thì các vị biết là cái niềm vui nó lớn bao nhiêu các vị không? Cả trời đất như vỡ ra. Thế nhưng bao nhiêu phút? Bao nhiêu phút? Nói thật đi, bao nhiêu phút? Thưa các vị, không kéo dài được một phút, chắc như vậy đó. Sau đó rồi thưa các vị là bao nhiêu việc nó ùa tới. Nào là mình phải đi học đại học đó làm sao, là ghi danh đại học nào, là luật khoa, y khoa, dược khoa, vân vân. Thưa các vị là cũng giống như cái niềm vui mà nó vỡ cả đất trời là niềm vui của ngày cưới. Cái này thì ai cũng biết cả. Và người ta hạnh phúc nhất là lúc nào? Lúc chuẩn bị cưới thôi nghe. Lúc chuẩn bị, lúc đi mua sắm, lúc anh chàng quỳ trước mặt cô nàng mà dâng chiếc nhẫn cầu hôn, lúc đó là hạnh phúc nhất thôi. Nhưng mà lúc hứa được tôi sẽ làm vợ anh thì lúc đó bắt đầu lo lắng rồi, lúc đó lo ngày ngày rồi là hạnh phúc không còn nữa. Dường như nó rất ngắn nha, mong manh lắm rồi. Thưa các vị, mình không biết cái chuyện đó đâu, mình đoán chừng cho thôi nghe, suy nghĩ thôi. Chứ mình làm sao biết chuyện đó, mình chỉ nghĩ như thế thôi, mà chắc đúng nhau sai lắm đâu. Tóm là một điều, mọi cảm thọ mà ta tìm cầu, ta tích cóp, ta mơ ước, thưa các vị, nó đều rất là mong manh là một nghe, chóng vánh đi qua là hai, và nó rất giả vờ. Nó phải nhờ yếu tố này, yếu tố nọ, yếu tố kia, tức là nhờ những điều kiện bên ngoài, thiếu một điều kiện thì nó không hạnh phúc.
Thế thì nó là cái chi? Nó là cái chi? Thưa các vị, nó rất là phù du, rất là phù du. Thế nhưng mà cả một đời mình làm cái việc chi? Thưa đại chúng, là dường như cả một đời mình cứ lây quay mình tìm những loại cảm thọ phù du này, và mình rất tự hào về những cảm thọ phù du nó ghé lại đời mình cái chút xíu thôi. Thế rồi mình học Phật Pháp, Đức Phật dạy rằng mọi cảm thọ đều là giả vờ, đều là không thật, đều có điều kiện cho nên nó đến nó đi rất là chóng vánh, rất mong manh, rất không thật. Và chỉ cần nghe chuyện này thôi, các vị nghiệm ra rồi các vị đã loại trừ bớt cái chê, bớt cái chuyện rượt đuổi theo những cảm thọ, rượt đuổi theo những lời khen tiếng chê. Các vị giảm đi cái mức độ khổ tới 2/5. Tại vì sắc thọ tưởng hành thức mình bỏ được 2 phần. Và từ cái tư duy này, thưa các vị, ai cũng làm được cả nghe. Thế rồi từ cái điều căn bản này, chỉ cần đi 2 tầng thôi, một là sắc, 2 thọ thôi, thì các vị có thể nghiệm ra những tầng khác. Tầng thâm sâu nhất Đức Phật khai thác rằng là anh không phải là 5 uẩn. Nói theo cái ngôn ngữ của Kinh Văn Đại Thừa, anh là thể tâm không sinh không diệt bất động. Anh là thể tâm thường trụ nguyên nguyên, lỏng lặng tịnh yên, chưa hề sinh diệt mất còn, chưa hề bị phiền não nhuộm bẩn. Mình nghe điều này dường như lỗ tai mình hơi lùng bùng, phải không? Tại vì thưa các vị, mình chỉ thấy mình là thân nè, mình là buồn vui nè, mình là sự suy nghĩ nè, mình là ký ức dài hạn nè, ký ức ngắn hạn nè, mình là những hạt giống mình đã ươm mầm, đã cất chứa trong đây. Thế rồi bây giờ bảo rằng là tất cả những cái không phải là anh, tất cả những cái đều dính dáng với sinh tử, với phiền não. Anh vượt ngoài những cái đó, anh bao trùm những cái đó. Anh vốn là thể tâm bất động, vô sinh, trong veo, sáng ngời, và không có gì phá hoại được. Trong trường viễn kiếp tử sinh, anh bụng về anh cứ đồng đất anh vào những nội dung của 5 uẩn, cho nên anh bị sinh diệt. Anh hãy ngộ ra được ngay cái 5 uẩn này, ngay nơi dòng sinh diệt này, có cái thể tâm chưa từng sinh, chưa từng diệt, thì có thể ngay một đời này đoạn được phiền não, chứng nghiệm được tịch diệt niết bàn. Đầu tiên mình nghe mình lùng bùng. Thế rồi đọc Kinh Văn thêm, giải thích rằng là ngay nơi phiền não anh có thể thấy đây là phiền não của anh, mà anh là người đang quan sát nó, thì anh đã mở được cánh cửa đi vào cái cõi lòng lộng của tâm bất động. Tại vì buồn vui thì sinh thì diệt, nhưng mà cái con người thấy được buồn vui sinh diệt thì chưa từng sinh diệt nha. Cái năng lực thấy buồn vui nó đến nó đi. Thưa các vị, cái ấy vốn là tự giác của các vị, vốn là tâm bất động của các vị, vốn là thể niết bàn thường tịch của các vị. Đầu tiên mình nghe, thưa các vị, mình hơi lùng bùng lỗ tai. Thế rồi mình thử chiêm nghiệm, thử ra là đây là vui nè, nó đến rồi đi ngang qua nè. Rồi cái lúc trống đãi không có buồn vui, thì cái năng lực đang quan sát sáng rỡ, nhận biết lúc không buồn vui nó vẫn đang có. Tại vì nếu không có nó thì anh chết rồi. Buồn với vui thì nó đến nó đi, còn cái năng lực quan sát buồn vui thì không đến không đi. Chẳng những nó thấy được buồn vui, mà nó thấy được cái lúc không buồn vui nữa. Thế thì khi người ta tư duy về điều này, chiêm nghiệm điều này cho tỏ tường, nhận ra điều này rất ư là vững chắc, tức là có niềm tin kiên định với pháp hành trì như thế này, thì thưa các vị, khả năng tư duy của các vị chín mùi. Đoạn được phiền não chưa? Đoạn được ngay. Phát sinh trí tuệ chưa? Phát sinh liền. Tại sao phát sinh trí tuệ? Thưa các vị, cái trí tuệ đầu tiên đó là ta không đồng nhất ta vào những phiền não lâu nay. Ta thấy phiền não thì sinh thì diệt, thì đến thì đi. Phiền não thì 3 cõi lanh quanh, 6 đường quanh đi trở lại là luân hồi. Còn cái năng lực nhận biết phiền não thì vốn thực đó là ánh sáng của Đức Di Đà bên trong các vị đang phóng quang. Chính thực là pháp giới tạng thân A Di Đà của chính tự tâm ta. Thế thì đã phát triển trí tuệ rồi, ngay tức khắc chỉ cần chiêm nghiệm điều này, quan sát điều này, phân tích
kỹ điều này thì ta đã có được cái trí tuệ nhất định. Trí tuệ này đầu tiên là nó làm cho ta có niềm tin vững chắc với cái gì, với cái năng lực là ta không phải là phiền não nha. Ta là người thấy phiền não, ta là người đang quan sát phiền não. Và hai điều này, thưa đại chúng, ai đã từng có được tư tuệ thì họ chiêm nghiệm điều này rất dễ nghe. Các vị không hề là phiền não, các vị là người thấy phiền não mà. Phiền não là đối tượng bị các vị nhận diện. Cái đối tượng nào nó cũng ở bên ngoài ta, nó không dính chi ta cả. Đối tượng thì nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Còn ta thì chưa từng đến đi sinh diệt. Đối tượng thì như người khách vãng lai, còn ta thì không phải khách nghe, ta là chủ mà. Ta thấy được buồn vui đến đi thì tức khắc các vị cách ly được mình với phiền não liền. Và khi thấy được buồn vui thì các vị nghiệm ra cái năng lực thấy ấy. Thưa các vị, nó vốn là có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Các vị đứng, các vị đi, các vị nói, các vị cười, các vị ngồi, các vị nghĩ suy, vân vân, lúc nào chẳng có cái thấy ấy nó đang hiển hiện trong đời sống các vị. Cho nên gọi nó là thường tịnh quang, tịnh độ, gọi nó là đức pháp, gọi nó là đức vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, gọi nó là pháp giới tạng thân A Di Đà Phật, gọi là thể niết bàn, gọi là chân tâm thường trụ, vân vân. Có 1000 tên nhưng không quan trọng. Cái quan trọng là các vị quay về, các vị khéo tư duy để biết cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt, thì trí tuệ liền phát triển. Trí tuệ này nó bật sáng thì các vị liền bỏ phiền não, không phải là chuyện khó khăn chi. Không phải cái chuyện mình vác đá lên núi rồi mình mới bỏ được phiền não nha. Mà cái chuyện là ngộ ra, thấy pháp là bỏ được phiền não đó. Không lòng nhất mình vào buồn vui, mình là người thấy được buồn vui đang sinh đang diệt, thì ngay cái luận lý này các vị thấy mình đã bỏ được phiền não rồi. Thế thì tư, tức là quán chiếu, suy tư, phân tích, dùng cái năng lực tâm thức lý luận cho phép nghe, thì anh đã có thể đi vào tầng tuệ, phá bỏ được phiền não chấp trước nơi tự thân và đoạn phiền não bằng cách này. Thưa các vị, không cần nhiều thời giờ lắm, không phải mất 1 ngày, 10 ngày, nửa tháng gì cả. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, thấu được điều này thì bỏ được phiền não đó. Mà nếu anh tu 20 năm, 30 năm thì tôi không biết. Mà anh cứ đồng nhất anh vào vui, vào buồn, vào lo âu, vào phiền não. Người ta chọc tới anh thì anh sừng sổ lên, anh giận dữ. Nói đụng tới anh thì anh bất an, mặt mày anh đổi gây, đổi gắt. Thế thì thưa các vị, cho dù người ta phong hàm anh là một bậc tái lai gì đó thì tôi không biết, nhưng mà anh vẫn là người phàm phu phiền não thôi. Thế thì phiền não hay an lạc, thánh nhân hay là phàm phu, nó cách nhau trong một chút xíu vậy thôi, một tróc tay thôi. Nếu anh đồng nhất anh vào những cảm thọ buồn vui thì anh là phàm phu. Nếu anh có thể làm được việc rằng là mọi cảm thọ nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt là chuyện của nó, và anh luôn là người quan sát nó, thì ngay hiện đời anh là hiền nhân, là bậc thánh đó. Thánh hay phàm không phải là cái chuyện mà mặt mày có hào quang nha. Mà thánh hay phàm ở chỗ quan trọng đó là anh tách mình anh ra khỏi phiền não hay không, anh có khả năng làm người quan sát được 5 uẩn không. Từ từ điều này, thưa các vị, cái sự khác nhau giữa hình thức, khác nhau giữa giới tính, khác nhau giữa già và trẻ không quan trọng nha. Khác nhau nó xảy ra ở một chút xíu thôi, tức là anh phát sinh trí tuệ để thấy đây là phiền não, đây là lo âu. Anh là người đang thấy đó là những cảm xúc, đó là những cảm thọ, đó là những ý nghĩ đang ngược đang xuôi. Anh là người đang quan sát nó thì ngay tức khắc trong thân phận phàm phu các vị hiển nhiên là một bậc thánh. Còn nếu các vị không làm được điều này, dù người ta bóc các vị bỏ lên thiên giới thì các vị vẫn là phàm phu, các vị vẫn là người bất hạnh, các vị vẫn là người bị nhẫn chìm trong khổ đau phiền não thôi. Một ví dụ dễ hiểu thế này. Thưa các vị,
trong một căn nhà sang trọng, người ta sơn son thép vàng, người ta nạm ngọc những đồ đàng. Thế nhưng mà bắt cái thằng máng rừng bỏ như đó thì nó là chi vậy? Nó cũng là thằng máng ở trên rừng thất học nghe. Rồi nếu cái anh chàng kia là vương công, là hoàng tử, là người sang quý, đem hắn bỏ trên láng trại trên rừng cao núi vắng thì hắn vẫn là hoàng tử chứ, vẫn là hoàng đế chứ. Nhân cách của hắn, giáo dục của hắn, đời sống của hắn, cách hắn ăn, cách hắn nói, cách hắn đứng, cách hắn ngồi biểu lộ một phong cách của hoàng đế. Thế thì thưa các vị, phiền não hay thánh nhân đâu phải ở cái chỗ là người đó trẻ hay già, người đó là người xuất gia hay là người đó là người cư sĩ, người đó là thiền sư hay là ông thầy tu bình thường, thưa các vị không. Cách nhau ở chỗ là các vị có được năng lực trí tuệ bằng tư duy quán chiếu như thế này, và các vị đừng đồng nhất mình vào phiền não. Các vị luôn là người quan sát phiền não, an trú nơi pháp thực tập như vậy thì các vị trở thành bậc thánh giữa trần đời này, dù vẫn mang thân phận phàm phu như con người. Đây là bước thứ hai nghe. Nghe thực hành được đó là năng lực tư duy của các vị, quan sát của các vị sinh khởi, thì các vị có được trí tuệ thì các vị liền đoạn được phiền não, ngộ được đạo. Điều thứ ba, hành theo đắc được đạo. Thưa các vị, nó có nhiều tầng để hành nhé. Cái tầng cạn nhất hành theo nó là chi? Dạ, cái tầng này mới là quan trọng này. Ở cấp độ cạn nhất hay là cấp độ ban đầu đi, thưa các vị, là kinh văn. Tất cả bài kinh của Phật dạy ở giai đoạn đầu của thời A Hàm, Ngài đi dùng một cái từ là thuận thứ thuyết pháp, dạy cho chúng ta bố thí, cúng dường, kính Phật, trọng tăng, thọ trì năm giới, trường trai, vân vân. Để làm chi vậy? Thưa đại chúng, là xây dựng cái nền phước hữu lậu vô cùng vững chắc. Tại vì cái nền phước hữu lậu của các vị mà không vững chắc thì các vị tu tập rất ư là khó khăn. Mình thử hình dung rằng mình rất ham tu, phải cái tội là thân mình không có khỏe mạnh để mình tu. Gần nhất đó là mình rất thích tọa thiền, nhưng mà mỗi lần bắt chân lên tọa thiền thì nó buồn ngủ, hoặc nếu nó không buồn ngủ thì nó ngứa đầu, ngứa chân, nó đau lưng đủ thứ đó. Và ngồi chơi bài thì một ngày không nghe nhức chân, nhức cẳng, đau lưng, ngứa ngáy gì cả. Thế nhưng mà ngồi tu bắt đầu nó sanh chuyện. Thế thì tại sao vậy? Tại sao vậy? Thưa các vị, do vì mình chưa tạo được nghiệp lành làm nền vững chắc để xây dựng cái tòa tháp vô lậu học ở bên trên nghe. Tức là cái nền vô lậu mình chưa xây dựng vững, do vậy cho nên tới chừng mình tu, bao nhiêu thứ nghiệp của quá khứ nó tràn về, bao nhiêu cái tập khí của mình nó thôi thúc nó lôi mình xuống. Thế cho nên giữ tròn cấm giới của Phật dạy làm chi nữa? Mở rộng tâm từ, đầy lòng thương yêu, tạo tất cả những nghiệp lành, xây dựng cái nền rất vững. Để từ cái nền, tức là từ cái chân đế vững vàng đó, các vị mới có thể làm được một cái tòa kim tự tháp bên trên. Xây dựng một công trình giác ngộ là xây dựng một công trình kim tự tháp. Ta không thể xây kim tự tháp trên cái vùng đất bùn không có chân đế. Thế cho nên tất cả bài kinh Phật dạy đều đặt cái nền tảng là bố thí, cúng dường, tạo dựng phước điền, giữ gìn giới cấm của Phật dạy, để có phước điền đầy đủ. Và khi phước điền đầy đủ thì các vị đang thực tập cái bước đầu của công trình hành đạo. Cho nên cấp độ cao nhất để hành theo đắc được đạo đó là nếu cái nền phước không vững thì thưa các vị khó tu vô cùng. Bước vào con đường tu là đủ thứ chuyện nó quấy rối đó. Người ta xuất gia vô chùa tu thì thưa các vị càng ngày càng phúc lạc, còn mình mới vừa cạo tóc xuất gia cái nó đổ bệnh ra là một loại nghiệp nhé. Người ta bắt
người ta bắt chân lên ngồi kiết già, còn bình yên vô sự, còn mình sửa soạn vô ngồi kiết già tu là nó bắt đầu thân thể mình nó phá đốt, nó ngứa, nó đau, nó nhức, rồi nó bắt đầu mũi dãi chảy lòng thòng ra. Bình thường không bệnh, vô tu của nó bệnh. Bình thường nó đi chơi cả ngày không sao cả, sửa soạn sáng nay thì thôi bác, nó bắt đầu nó sắp xỉu. Đến nỗi rằng là phải gọi điện thoại tới, thưa quý thầy là con nam tội bác bị bệnh rồi. Cái qua ngày tội bác cái nó hết, cái từ tới sửa soạn tội bác cái là được bình tiếp. Làm như là giả vờ nhưng mà không, rất thật nha. Thế thì các vị hình dung rằng là cái phước của tu tuệ này, phước của tu tập này được xây dựng ở cấp độ ban đầu đó là như vậy. Bước thứ hai, thưa các vị, bước thứ hai nó có một phần xây dựng cái tính cách từ nội tâm nha. Mình bắt đầu đi vào công trình tu tập, thưa các vị, không phải là công trình tu có khi là một đời đâu. Do vậy cho nên, thưa các vị, mỗi ngày nên phát nguyện từng đêm một, vừa thức giấc là phát nguyện ngay. Có nghĩ rằng là lại thập phương tam bảo, con đã nhiều kiếp tôi đang tử sinh rồi, kiếp này gặp Phật Pháp, cho nên con xin hứa với thập phương tam bảo rằng con nguyện làm chi? Con nguyện là chẻ từng mảnh xương con lót đường để phụng sự tam bảo. Con nguyện rằng con trải từng tế bào của con trên đất này để phụng thờ thập phương tam bảo. Con nguyện rằng đời đời kiếp kiếp của con sinh ra được gặp tam bảo. Con sống thì sống trong nhà chùa, con chết thì con cũng nguyện, nếu không siêu được thì cũng là ma trong chùa thôi, không rời chùa. Câu này bắt trước là Lai Quả nghe. Các vị biết thiền sư Lai Quả, nó nguyện rằng là con sống thì con làm tăng chúng của chùa Cao Vân, chết thì làm ma quỷ của chùa Cao Vân, xương thịt của con cũng phải để trong chùa Cao Vân à. Và các vị phát nguyện dũng mãnh như vậy, kiên cố như vậy, chí tịnh như vậy thì các vị mới gắn liền đời sống các vị đối với công trình tu học. Và từ phát nguyện này, thưa các vị, nó đã hình thành cái kiên cố lực cái đời đời kiếp kiếp mình không mất chủng nhân lành. Từ phát đại nguyện như vậy cho nên lòng mình nó tràn đầy sự khiêm tốn, cung kính mười phương chư Như Lai, cung kính mười phương giáo pháp, cung kính mười phương tăng già. Tự nhiên là lòng mình tràn đầy sự khiêm hạ. Bước thứ ba, thưa các vị, từ cái nguyện lực lớn như vậy, các vị hình thành được cái phẩm chất, tức là cái tố chất học Phật Pháp. Mình đừng nghĩ rằng chỉ học Phật Pháp là mình chỉ học từ trang kinh nghe. Thưa các vị, mười phương chúng sinh đều là thiện tri thức của ta để ta học. Một người ác hạnh là một thiện tri thức để ta học cái gương ác họ để ta chừa. Một người thiện tri thức mà làm thiện giáo dục ta được một bài kinh thì ta cung kính đảnh lễ để ta học. Một người bạn hữu của chúng ta cũng có quyền học những cái nét đẹp của người. Ta nương với mọi loại chúng sinh giữa trần đời này, mọi điều đều quy chiếu và tự thân để làm tăng trưởng lòng khiêm tốn, tăng trưởng phước điện của sự cung kính, tăng trưởng cái lòng đại bi của ta đối với người đương thời. Thế cho nên nếu phát tâm lành như vậy thì các vị sẽ trở thành cái chi? Thưa các vị, trở thành cái hồ nước tràn đầy phước lạc, tràn đầy phước lạc. Kinh Phổ Môn có câu phước tụ hải vô lượng đó, từ nhãn thị chúng sinh phước tụ hải vô lượng nghe. Khi con mắt của các vị nhìn mọi người bằng niềm tri ân, mắt của các vị nhìn mọi người bằng sự thương yêu và cảm thông, mắt của các vị nhìn mọi người bằng cái tâm từ ái, thế thì phước đầy như biển lớn. Từ nhãn thị chúng sinh phước tụ hải vô lượng là như vậy. Thế thì thưa đại chúng, cái nền tảng thứ hai của con đường tu tập đó là các vị luôn khởi tâm hướng về thập phương tam bảo, phát đại nguyện từng ngày và tôi luyện cái năng lực tự tâm của các vị để mỗi một ngày mỗi giàu có. Người tu mà nếu mỗi ngày không khiêm tốn hơn, mỗi ngày không tự ái hơn, mỗi ngày không độ lượng mà lòng mình này keo kiết, lòng chất chứa buồn giận ghét thương, thù hận ghét vơ, thưa các vị, dường như mình làm thui chột đời sống tu tập của mình, dù là cư sĩ hay xuất gia gì cũng vậy thôi.
Cho nên hãy nhớ rằng mỗi một ngày là một sự tiến bộ. Đây là cấp độ thứ hai. Cấp độ cuối cùng, thưa các vị, cái từ trong nhà thiền người ta dùng cái từ gọi là bộ bộ bất di nghe. Mình xóa này đi để tặng cho các vị cái câu cuối của nhà thiền. Bổ bổ là chi? Từng bước, bất di là không rời ngay chỗ đứng này. Không hàm nghĩa rằng mình vẽ cái vòng tròn đứng mãi từ tối tới sáng rồi từ sáng tới tối. Không, bổ bất di có nghĩa hạt rằng là các vị luôn an trú ngay cái tự thể tâm bất động vô nhiễm, chiếu sáng trí tuệ của các vị. Cái từ này cái gì có quen chứ? Bất động nè, thứ hai là vô nhiễm nè, thứ ba là chiếu sáng nè. Thế nào là chiếu sáng? Khi có buồn có vui thì các vị đừng lòng nhắc mình vào buồn vui. Các vị luôn là người thấy buồn, thấy vui, đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt, thì gọi là chiếu sáng. Vô nhiễm là chi? Không lòng nhắc mình vào buồn vui ngay. Bản chất tâm của các vị, bản chất cái năng lực tâm chiếu sáng của các vị nó không hề dính với phiền não. Tự nó đốt cháy mọi phiền não, tự nó rời tất cả phiền não, cho nên gọi là nó luôn vô nhiễm. Các vị có thể nhập nhằn mình, đồng nhắc mình với buồn vui cho 3 ngày, 5 ngày, chi tôi không biết, nhưng mà chỉ cần các vị giác ngộ ra rằng là buồn vui nó giống sinh, giống diệt, giống là những cảm xúc, cảm thọ. Ta có thể quan sát được nó, tao về là nó. Thế thì liền tức khắc mọi cảm xúc của các vị liền bị đốt cháy, cho nên gọi nó là vô nhiễm. Rồi mình dùng một cái ví dụ dễ hiểu thế này. Ví dụ như từ quá khứ tới nay, nếu tính sổ để biết rằng ta buồn ta vui thì các vị tính sổ có hết không vậy? Thế nhưng mà các vị nhìn cái lòng mình bây giờ nó có buồn vui gì không vậy? Không, trắng sạch, rỗng rang, tịnh lặng, và nó không có nuôi về quá khứ để hồi buồn vui gì cả. Nó cũng chẳng chạy tới tương lai để nó lo âu ngày mai, ngày mốt, ngày kia gì cả. Tại sao? Tại vì ngay bây giờ thầy Phước Tịnh nói nghe còn công nghiệp ở đó mà nghĩ suy cái chuyện chi đâu. Cho nên chắc chắn một điều là nó phải dừng ngay bây giờ, ngay nơi đây. Và trạng thái tâm ngay bây giờ, ngay nơi đây thì không có buồn, không có vui chi. Dù trong quá khứ mình chìm mất một năm trong cái chuyện phiền muộn mất ca, thế thì bản chất của nó là vô nhiễm nghe, nó không dính với phiền não. Nếu mình cho phép nó như vậy thì cả đời phiền não không dính á. Thế thì bản chất tâm của các vị nó được cái đặc tính này. Điều thứ ba, bất động là chi? Thưa các vị, buồn vui lo âu phiền muộn mất an thì nó lai động, nó sinh, nó diễn, nó chạy tới chạy lui, phải không? Nhưng mà cái năng lực tâm đang chiếu sáng tràn đầy, cái năng lực nhận biết thì nó luôn tỉnh tài hiện tiền, chứ nó không hề lai động gì cả. Nó không sinh không diệt, không chạy tới chạy lui. Nó chỉ quan sát mọi thứ đang đến đang đi thôi. Những cái đối tượng đến đi thì động, thì sinh thì diệt. Nhưng mà cái năng lực đang nhìn thì chưa hề sinh diệt đến đi chi cả. Thế thì bản chất tâm của các vị nó có ba phần này. Bộ bất di nghe là các vị luôn từng sát na một, trong một thời gian ngắn nhất, không hề đợi để cho cái năng lực tâm của các vị dứt khỏi chỗ này, gọi là bộ bất di. Cách nói thứ hai, an trú ngay trạng thái tâm như thế này từ sáng tới tối, không hề bị phiền não nào nhắc dẫn, không hề bị buồn vui lo âu phiền muộn nào lôi mình khỏi chỗ này cả. Mình luôn là người quan sát được tâm của mình, luôn là người quan sát được thân của mình, thì gọi là bộ bất di. Thưa đại chúng, cái chuyện tu và những thực tập để từng bước không rời nó rất giản dị nghe.
Chứ phần đầu mình thưa với các vị, cái ý của nó gói gọn nó một phần thế này, tức là nội dung và hình thức các vị là một. Hình thức của các vị có tu thì nội dung các vị nó thay đổi bằng cách là ta thực tập từ hình thức. Ví dụ tôi đang đứng trước các vị, tôi đang nói trước các vị, tôi có thể đưa tay, tôi có thể viết bảng. Nhưng nếu tôi đã từng quen với sự thực tập thì tôi dù có làm việc chi thì làm, nhưng mà tôi vẫn làm được một việc là luôn tràn đầy sự nhận biết với tự thân. Tức là cái năng lực tâm, tôi đang quan sát tự thân tôi, đang nhận biết, đang chiếu sáng tự thân tôi. Cái từ chiếu sáng nó không có hàm nghĩa là cái gì khó hiểu cả. Nó đơn thuần chỉ là tôi đang nhớ, tôi đang thấy toàn vẹn cái con người của tôi đang đứng trước mặt của các vị đây. Nếu tôi quên thì cái trường hợp xảy ra là tôi đang trầm tư về cái chuyện là ngày mai đây, không biết mình đi có con mua gì đây. Dường như là cuối tuần này hàng đã hạ giá đây, sao lễ Thanksgiving rồi, cần tới lễ Giáng sinh là cho nên thiếu gì đồ nó đang hạ giá. Thế thì tôi đã quên tôi nghe. Còn nếu thưa các vị, tôi vẫn luôn làm việc rằng là đang mở mắt hay nhắm mắt gì, tôi cũng dội ánh sáng của tâm nhận biết tràn đầy tự thân tôi, phủ trùm toàn thân tôi. Tôi đang soi chiếu tự thân tôi bằng năng lực của tâm chiếu sáng sự nhận biết. Thế thì bộ bộ bất di à, không rời một phút giây nào đối với một đời tâm bất động đang có nơi tôi cả, gọi là bộ bộ bất di. Thế thì thưa đại chúng, sự thực tập nếu các vị làm được ở bước đó là bước ngoại vi, là quan sát được thân, thế thì các vị sẽ làm được một bước tuyệt vời, đó là quan sát toàn bộ tâm hành của các vị. Sở dĩ người ta bày cho những người đến với những công trình thiền tập bằng cách là bước đi rất chậm, để làm chi vậy? Để làm chi vậy? Ai cũng biết rằng là truyền thống thiền Vipassana, họ bày cho các vị đi thiền hành là dở chân lên, đưa chân tới, lạc chân xuống, chậm vậy. Trẻ thì bỏ vai với già, đi vậy là té nghe. Dở chân lên, đưa chân tới, những bước vậy. Luôn ý thức. Còn nếu muốn đưa tay gãy đầu thay vì đầu ngửa gãy vậy, thì họ bắt buộc mình phải đưa tay rất chậm, theo dõi cái tay, từ dưới đưa lên vậy. Luôn nhìn thấy cái tay của mình. Hay nói cái khác là làm mọi việc, mọi động thái của thân trong trạng thái tâm đang quan sát tràn đầy, luôn thấy tất cả những động thái mình làm, luôn thấy đầu mình đang nghiêng. Và kinh Tăng Chi Phật dạy rằng là các vị tỳ kheo khi ăn trú trong pháp hành trì thì cúi, biết mình cúi, gẩn, biết mình gẩn, nghiêng đầu, biết mình nghiêng đầu, đưa tay, biết mình đưa tay, kéo tay, biết mình có kéo tay, ôm áp đi, biết mình ôm áp đi. Và các vị liên hệ vào kinh văn đại thừa có câu tuyệt vời của kinh Kim Cang, các vị nhớ câu đó như thế nào không? Tới giờ thọ trai Thế Tôn ôm bát, tuần tử vào thành xá vệ khất thực, khất thực xong Thế Tôn trở về, thọ trai rửa bát xếp y kiết già phụ tọa. Có thấy Đức Thế Tôn phóng quang gì không? Không, chỉ là một việc bình thường, đó là ôm bát đi khất thực trở về, rồi thọ trai xong rồi rửa bát xếp y. Thế mà ngài Tu Bồ Đề thấy được trong cái việc làm của một đấng đạo sư bình dị như vậy, biểu hiện cái chi? Biểu hiện tròn đầy khả năng trí tuệ của bậc đại giác ngộ. Cho nên ngài tán thán câu rằng lành thay Thế Tôn khéo hộ niệm các vị Bồ Tát nghe. Hộ niệm là hộ niệm cái chỗ nào? Đâu có thuyết pháp, đâu có phóng quang, đâu có tiếp độ, đâu có đưa bằng tay vàng để cứu vớt chúng sinh nào đó. Chứ đơn giản là đi đứng bình thường, ăn cơm bình thường, xếp y rửa bát bình thường, kiết già phu tọa như bao nhiêu con người. Thế mà được gọi rằng là Thế Tôn đang hộ niệm mười phương chư vị Bồ Tát đó. Các vị thấy đoạn kinh này nó có cái điều gì đặc thù? Thưa các vị, liên hệ với Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật dạy về pháp hành trì, các vị thấy rằng là cái công phu tu tập chúng ta, nó bước thứ nhất giải thích là nó phải đi từ căn bản của thân nghe. Thân các vị,
các vị còn chưa thể nhận diện được toàn vẹn những cái lai động của nó, thì các vị không có khả năng nhận diện được từng cái buồn vui đang lai động trong đây, và không có khả năng đi vào những chiều sâu nó muốn như vậy, thì không thể soi chiếu được năm uẩn vốn không và vượt ngang mọi khổ ách như kinh Bát Nhã dạy. Thế thì thưa đại chúng, bước thực tập của những người ham tu, họ phải thực tập được từ cái ngoại vi của thân, và từ ngoại vi của thân thực tập được, tức là các vị luôn dõi theo những động thái của thân. Mà các vị làm được điều này tuyệt vời, tức là từng bước một bộ bất di được đó, thì các vị sẽ làm được một điều tuyệt vời, đó là các vị sẽ thấy được từng cái buồn vui lai động, các vị sẽ đoạn trừ được phiền não nơi các vị, và các vị bước tới một bước thứ hai là đoạn trừ được nghiệp thức của các vị để dắt dẫn ta đi lanh quanh trong ba cõi sáu đường, cuối cùng thì an trú ngay niệm pháp. Thực tập như vậy chứng nghiệm được tuệ giác, thành tựu đến niết bàn ngay hiện đời. Tuyên bố rằng là sinh đã tận, hoàn hành đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa. Đó là cái câu mà thưa các vị ai cũng mơ ước cả. Sẽ đến một lúc khi sự thực tập của các vị mà nó đầy lên, niềm tin của các vị đối với chánh pháp nó càng ngày càng vững, thì các vị thấy rằng là từ niềm tin vững vàng nó đi đến sự thực tập vững vàng, là từ sự thực tập vững vàng các vị có thể sống được với cái thể tâm bất động vô nhiễm chiếu sáng của các vị, không một phút giây nào rời cả. Lúc bây giờ thì thưa đại chúng rằng là các vị có quyền tự tại thông dong đến đi trong cõi, trong cõi trần này, thích thì trở lại chơi, không thích thì không cần nữa, chúng sinh nó chán mình rồi thôi mình đi luôn, nhập niết bàn luôn. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Việc phải làm. Mời chắp tay hồi hướng rồi chia tay. Mừng quá. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ thiên đạo. Vì là hôm nay các em nó mang đến cúng dường là chúng ra đây có một bài kinh Pháp Cú mình học lần rồi hôm tháng 10 nha, hiểu nghĩa một câu kinh, và cái này DVD từ lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma, và với bàn tay rộng mở một cái CD nữa là Thế Giới Từ Chính Mình. Một cái CD nữa đó là Hãy Chọn Cho Mình Một Niềm Vui. Bốn cái, trong đây có một cái DVD thôi. Các vị để ý rằng là cái đĩa nào nó có chữ DVD đó. Nếu các vị không có máy thì thôi các vị đừng lấy. Lấy về bỏ trong cái máy, nó đọc CD thì nó là không đọc được. Bốn đĩa. Xin kính cúng dường cho đạo tràng. Mong rằng là các vị về dỗ giấc ngủ cho ngon với những cái CD thế này.